cách thành phố Hồ Chí Minh 1 giờ 30 phút di chuyển qua cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Nước vật cầu Phan Thiết đã trở thành điểm đến du lịch vui chơi giải trí, thể thao, hội hợp team building thu hút hàng triệu du khách trong thời gian qua. Tại đây, quy tụ hàng chục công viên giải trí, công viên chủ đề quy mô lớn, được đầu tư công phu, không chỉ tạo nên điểm đến giải trí hấp dẫn, mà còn là nơi để khám phá và tận hưởng những trải nghiệm độc đáo, mới lạ. Nước vật cầu Phan Thiết còn sở hữu đa dạng loại hình lưu trú phù hợp mọi nhu cầu, từ những resort 4 đến 5 sao được vận hành bởi các đơn vị quản lý nổi tiếng thế giới đến Bungalow Resort yên bình hay biệt thự biển khoáng đạt và riêng tư. Chuỗi nhà hàng biển đa phong cách Á Âu với không gian ấn tượng mang đến những trải nghiệm về ẩm thực thế giới đặc sắc. Nước vật cầu Phan Thiết còn là lựa chọn lý tưởng cho những sự kiện lễ hội lớn bậc nhất khu vực, sôi động bất tận ngày đêm. Nước vật cầu Phan Thiết, đô thị kinh tế, du lịch biển và giải trí hàng đầu miền Nam.